Dạ vâng, em xin chào các bác nhá. Hôm nay thì em lên cho các bác một cái bộ dàn mini. Vâng, để cho bác là nhanh tay thì được ngay cơ hội này nhá. Em thật đây là cái cơ hội có 102 để các bác nào mà đang chưa có những cái bộ dàn bãi thì đây cũng chính là cái cơ hội rất là tốt để các bác có cái cơ hội để trải nghiệm nhá. Đấy. Thì lý do tại sao mà em lại bảo là hôm nay cơ hội tốt cho các bác bởi vì là cái bộ dàn này thì là có anh khách chốt rồi nhá, có anh khách chốt rồi và cọc bên em là 200.000. Đấy. Đấy, nhưng mà tuy nhiên ấy thì lý do ấy là hai tuần nay nhà em có gọi điện và nhắn tin cho anh nhưng mà rất là nhiều rồi nhưng mà không thấy anh trả lời. Đấy thì có sáng nay thì anh có gọi đến thì anh bảo là thôi chú để cho anh khách khác giúp anh. Đấy mà trong khi đó cái bộ này lần trước là 2-3 anh chốt rồi nhưng mà anh chốt trước. Đấy và anh chuyển khoản cọc luôn là trong vòng buổi tối là 200 cọc trước. Đấy. Thì hôm nay anh ấy có gọi đến thì anh bảo là thôi chú để cho mấy anh trước đi. Không biết là hỏi lý do thì anh chưa nói kịp nói gì thì anh đã tắt máy luôn rồi. Không biết là anh vội vàng cái gì. Đấy, không biết là chị không cho lấy hay là có nguyên nhân anh đi công tác hay nhà thì em không rõ, không biết. Đấy. Thì vừa nói xong cái thì anh cúp anh tắt máy ngay. Đấy thì thôi, cái bộ này thì em cũng xả luôn cho bác là nhanh tay nhá. Đấy thì trừ cái tiền cọc đi, còn giá còn lại là 850.000 nhá. Đấy, giá còn lại là 850.000. Thì cái bộ này lần trước thì em để giá là 1.050.000 đấy. Thì bác ấy cọc 200 rồi thì thôi bỏ cái tiền cọc đi. Đấy thì coi như cái tiền cọc 200.000 thì bác nào chốt nhanh hôm nay thì đấy, coi như 200.000 đấy là của các bác luôn nhá. Đấy thì em tính luôn vào đấy cho thì giá còn là 850.000 được chưa ạ? Nhà em thì luôn như vậy, bác nào mà đã cọc rồi mà bỏ hàng thì cái tiền cọc đấy được nhường quyền cho các bác khác. Đấy. Và anh này anh cũng điện đến là đấy sáng nay cũng điện đến thì anh bảo như vậy rồi thì ok. Em quay lên luôn nhá. Em để cho bác là nhanh tay. À luôn ngay cho em. Thì về với cái dòng Panasonic PM300HD này ấy, thì em cũng quay rất là kỹ rồi, có những video test rồi nhá. Đấy thì tuy nhiên thì hôm nay em vẫn quay lên và em test lại một lần nữa để các bác thấy ok. Thì đây là một cơ hội tốt thì alo ngay cho em nhá. Thì cái số điện thoại liên hệ là 0966 594 581. Số điện thoại thứ hai để các bác liên hệ là 0979 891 682. Hai cái số điện thoại này thì em sẽ để trên tiêu đề. Bác nào mà có quên hoặc chưa kịp ghi thì có thể lấy trên tiêu đề, chưa ạ? Và cái phần giá em cũng để trên tiêu đề luôn, giá là 850.000. Đấy. Ở đây thì cái bộ dàn này em nói luôn nhá là về để cho các bác nào mà thích nghe nhạc trên điện thoại thì đây. Đấy, hiện tại em đang cắm trên điện thoại đây. Đấy. Cắm trên điện thoại luôn nhá. Đấy đây, đang nghe đây. Đấy. Còn các chức năng như CD, MD, cassette này thì bác nào thích thì nghe thì về mang ra thợ người ta lo mắt này làm gì cho thì đấy bác nào thích nghe thì điều chỉnh ở đấy được chưa? Đấy, còn em không bao chạy các cái phần chức năng lại. Bán phần chính là phần công suất và phát nhạc của điện thoại. Đấy, em cũng nói rõ luôn như vậy. Đây, hàng bãi nhưng về và nói em thật các bác quá ok. Đấy, hôm nay bác này mà không chốt thì hai bác trước cũng gọi rồi, cũng tha thiết lấy lắm rồi nhưng mà bác này bác ấy chuyển khoản trước. Tại vì bác ấy lấy số cái tài khoản ở bên em ở trên trang web thì bác ấy chuyển khoản luôn. Đấy. Bác chuyển xong bác mới báo cơ. Đấy, nhà em thì nhiều khách là tin tưởng lắm. Cứ chuyển khoản xong cái báo. Cái dòng này thì nó là dòng loa hai đường tiếng các bác nhá. Đấy, hai cầu tiếng này. Đấy thì về các bác đấu đúng dây cho em nhá. Ở đây em ghi tép bát rõ ràng rồi thì về các bác đấu y chang như sau con công suất nhá. Đấy, dây màu đỏ thì đối với cọc màu đỏ, dây màu trắng thì đối với cọc màu trắng. Được chưa ạ? Và cái dây này các bác lưu ý này. Cái dây màu trắng này thì nó lại phân ra làm hai loại, một loại màu đồng, một loại thì màu trắng. Đấy. Màu đồng này thì nó là dây dương, còn trắng này là âm thì nó cũng phù hợp với ở cái đằng sau nhá. Đấy, thì cách đấu lối như nào thì về các bác có thể xem lại cái video, em có cái video hướng dẫn rồi đấy. Đấy, cái dòng này thì chất âm nghe rất hay các bác nhá. Bởi vì nó là dòng hai đường tiếng mà nên là chất âm nó ra rất là ngọt. Ở đây thì em sẽ mời bác các bác cùng em thưởng thức một đoạn chất âm đi. Đấy, giá là 850.000 các bác nhá. Giá nó có ít thì thôi. Bác nào mà chốt thì chuyển khoản hết luôn cho bên em nhá. Đấy, số điện thoại đặt hàng thì em sẽ để tiêu đề. Còn địa chỉ cửa hàng ở bên em nhá thì ở 57A phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội nhá. Nhà em thì có địa chỉ cửa hàng rõ ràng. Đấy, và nằm trên mặt đường rất là to. Ở gần bến xe Mỹ Đình thì bác nào có thể qua trực tiếp cũng được. Qua trực tiếp thì càng tốt, mang về nghe luôn nhá. Đấy, còn bác nào ở xa thì bên em sẽ gửi ship cho. Đấy. Đóng hàng cái thứ cho các bác cẩn thận yên tâm, không phải lo lắng cái vấn đề đấy.
Nhà em thì hàng họ thì gửi cho rất là nhiều rồi, Cà Mau các thứ nhà em gửi hết, các tỉnh cao rồi miền trong nhà em gửi hết. Đấy, miễn là các bác cứ alo chốt hàng là nhà em gửi hết nhá, địa chỉ ở đâu nhà em gửi được. Đấy, còn dịch này thì một số địa điểm nó cũng chưa biết thế nào nhá, có nghĩa là nó một số cái bưu cục thì nó có thể là bị dịch thì bên em sẽ gửi ô tô cho nhá. Đấy, bác là có xe quen thì càng tốt. Rồi, miên man vậy thôi chứ đi vào vấn đề chính nhá, em sẽ mời các bác cùng em thử thức một đoạn chất âm. Đó, cái tiếng bát nó lên rất là hay các bạn, nó chắc tiếng. CD và cái MD, cái cassette này thì em nói luôn là em bán cái giá này là em không bao chạy nhá, em không thử nó đâu nhá, không phải thử đâu, về các bác tự thử nhá. Dạ vâng nhá. Đấy thì mọi thông tin chi tiết thì các bác liên hệ trực tiếp cho bên em nhá. Đấy, còn bác nào mà đã chốt thì gọi điện trực tiếp nhá. Còn nhắn tin là nhà em bận lắm, nói thật các bác như vậy. Thế là có thể 1-2 ngày nhà mình check Zalo, mà 1-2 ngày thì các bác nhà em bán để hàng 1-2 ngày là các bác đã lấy mất rồi đâu. Đấy, thế nên là bác nào mà đã chốt thì phải gọi điện trực tiếp cho bên em nhá. Đấy, còn cái phần dây này nhá, đây. Cái dây này nếu bác nào mà cái dòng dàn này này nó là dùng dây 3.52 đầu này. Bác nào mà không có cái dây này nhá, đấy, có thể mua được bên ngoài thì mua, mà không thì alo luôn cho bên em nhá. Đặt cọc hàng thì alo luôn cho em để em lấy cho một cái nhá, giá là 50.000 một chiếc nhá. Đấy. Bác nào không mua được ở nhà thì alo luôn cho em được chưa? Đấy, để em đóng và em gửi luôn cho cả cái dây này nhá. Dây này là 50.000 một chiếc. Đấy. Đây, dây đầu 2.53 đầu này. Em xin chào các bác nhá.